Xin chào mọi người đã quay trở lại với series Grammar Wales. Hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với unit number 24, Showing your position in a text. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp nhau vào mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hy vọng rằng là những cái series về kiến thức ngữ pháp cũng như là vocab này sẽ giúp ích cho mọi người tới một cái mức độ nào đó trong quá trình tự học của mình nhé. Awesome, vậy thì hôm trước mình đã cùng nhau hoàn thành những nội dung gì nhỉ? Mình cùng nhau đi qua part A, context listening, đúng không nào? Và cũng đã cùng nhau nghe, cùng nhau check phần script này, rồi dịch, sau đó là nốt lại những cụm cấu trúc mà mình cảm thấy nó quan trọng. Nó có cái gì đó mà giúp mình áp dụng được vào trong bài thi viết luận hoặc là bài thi nói của mình. Sau đó là mình cùng nhau đến với cái phần part B, đó là grammar, là tổng hợp, tóm tắt kiến thức ngữ pháp liên quan tới nội dung Unit number 24, là cái cách chúng ta thể hiện được cái vị trí của mình trong một cái bài văn hoặc là trong một cái bài nói, để cái quan điểm, tư tưởng hoặc là thái độ, cảm xúc hay sự đánh giá của mình. Hy vọng rằng là thông qua năm bốn cái mục này, thứ nhất là đại từ này, thứ hai là trạng từ, thứ ba là động từ và thứ tư là tính từ, bốn cái công cụ này giúp chúng ta thể hiện được cảm xúc, quan điểm, suy nghĩ của mình. Và nếu như bạn nào đã quên kiến thức rồi hoặc là chúng ta chưa có cơ hội để xem thì mình em mở lại cái video trong cái series Grammar Files của mình hôm trước nha. Perfect. So today we will have a look at part C, grammar exercises. Are you ready? Let's get started into our lecture today. Và hôm nay mình cùng nhau đến với cái phần luyện tập phần thứ ba. Và hy vọng rằng là nếu những bạn nào muốn có cơ hội chúng ta có một chút thời gian tự làm bốn cái phần bài tập này để củng cố kiến thức ngữ pháp thì mình hãy cứ tự nhiên mà pause cái video tại đây, sau đó chúng ta tự làm rồi đến cái phần check chữa đáp án của mình sau nha. Perfect. Let's have a look at question number one. Underline the correct word and phrase in the sentences below. Vậy thì mình một là mình chọn từ hoặc là những cái một là cụm từ, đúng không nào, để điền vào chỗ trống ở dưới những câu văn sau. Number one, I'm very worried about the plan to build a new shopping center here. According to or apparently, my friend, they want to knock down some of the houses. Tôi rất khá là lo lắng về cái kế hoạch là xây một cái trung tâm thương mại mới ở đây, bởi vì theo như cái người bạn của tôi thì họ muốn phá hủy, đúng là tháo dỡ một vài tòa nhà, một vài căn nhà. Vậy thì ở đây người ta chọn đáp án according to, vì sao nhỉ? According to và apparently là đều là những cái trạng từ để người ta chỉ cái thông tin là nó đến từ một đâu đó hoặc là một từ một ai đó, tức là cái thông tin đó không phải tự người ta nghĩ ra mà nó được trích nguồn từ một người thứ ba. Và khi mà mình muốn nói tới một ai đó ở đây, đó là my friend, thì chắc chắn là phải là according to my friend, theo như bạn của tôi, đúng nào? Còn apparently nó là trạng từ nên là nó chỉ là apparently phẩy. They want to knock down some of the houses, đúng nào? Rõ ràng là họ muốn phá dỡ một vài căn nhà đó. Thì một là according to my friend, hai là apparently phẩy. They want to knock down some of the houses. Does that make sense? Excellent. Number two, apparently or personally, I believe that we will live longer in the future. Vậy thì I believe that, tôi tin rằng, tôi cho rằng, đây nó thể hiện một cái gì nhỉ? Đúng rồi, quan điểm cá nhân, đúng nào? Vậy thì cái trạng từ gì sẽ đi với quan điểm cá nhân? Hôm trước mình học rồi, đúng nào? When the subject is I, it is sometimes preceded by personally. Khi chủ ngữ là I thì thỉnh thoảng nó được theo đằng trước bởi cái trạng từ personally. Personally, I think the teachers did a really good job. Đúng không nào? Vậy thì ở đây, cá nhân tôi mà nói, đúng là cá nhân tôi tin rằng personally, I believe that. Moving on, number three. Joshua is working this weekend, so presumably, or actually, he will have some time off at the later day. Đúng không? Vậy thì mình cho mọi người luôn đáp án để chúng ta tiện theo dõi nhé. Cái người này là đang làm việc vào cuối tuần, sẽ làm việc vào cuối tuần, nhưng mà có lẽ rằng là anh ấy sẽ có một chút thời gian để nghỉ vào một ngày nào đó sau đấy trong tuần chẳng hạn, đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta có trạng từ presumably, tức là giống như kiểu possibly,
Probably hoặc là chỉ một cái sự dự đoán đúng nào, chắc chúng ta thấy được rằng là tại sao nó không phải là actually, vì actually nó sẽ được hay dùng khi mà người ta nói một cái sự thật A ở đằng trước nhưng cái người B họ thấy là nó không đúng thì họ correct lại bằng một cái sự thật C, và vì thế nên người ta sử dụng cái từ actually, hoặc là người B họ bất đồng, không đồng tình với quan điểm của người A về cái quan điểm đằng trước đó, họ muốn sửa lại đúng nào, vậy thì mình sẽ nói là actually. Ok, chúng ta có number 3, presumably. Number 4, we cannot say for sure, but definitely or perhaps an advertising campaign will, should encourage people to recycle their waste more. Chúng ta không thể nói một cách chắc chắn, nhưng chắc chắn là nhìn thấy cái liên từ but ở đây đúng không, thì nó sẽ phải thể hiện cái gì, một cái gì đó đằng trước và đằng sau nó mang cái tính chất kiểu gì nhỉ, đối lập nhau đúng không, mình không thể nói một cách chắc chắn nhưng có lẽ rằng là đúng nào, vậy thì số 4 của mình sẽ phải là perhaps hoặc là possibly hoặc là probably đúng nào, có lẽ rằng là. Mà thì chúng ta thấy là tại sao không phải là definitely? Bởi vì definitely, cái vị trí của nó thứ nhất là thường nó sẽ đứng ở đằng sau động từ to be hoặc là đứng trước động từ thường. Và thứ hai đó là definitely thể hiện một cái sự gì đó chắc chắn sẽ xảy ra bằng với lại absolutely, bằng với lại totally, bằng với lại certainly, bằng với lại surely hoặc là for sure, đúng không? Để chắc chắn là số 4 ở đây mình sẽ phải chọn perhaps. Number 5, overall or luckily, we can see that the experiments done by all these scientists have done or have had a great effect on our lives today. May mắn rằng là, hoặc là nhìn chung mà nói, đúng rồi, overall là thể hiện cái view of generalization, sự nhìn chung. Thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái thí nghiệm mà được thực hiện bởi những cái người nhà khoa học mà kiểu trước kia đi trước rồi đúng không nào, thì đã có những cái ảnh hưởng rất là tuyệt vời lên cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta có rằng là early scientists have had a great effect on our lives today. Vậy thì chúng ta có số 5 của mình nghĩ rằng là đáp án nào sẽ là đáp án chính xác nhỉ? Đúng rồi, khi mà mình muốn nói tới một cái quan điểm gì đó nó một cách chung chung, đúng, nó không phải là quan điểm cá nhân của mình, không phải là kiểu I believe, mà ở đây nó là we can see, đúng không? Thì nó là một, không phải một người mà là nhiều người. Và thì nhìn chung mà nói, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đúng là những cái thí nghiệm này thì có thể được đưa ra, được thực hiện bởi những cái nhà khoa học từ thế kỷ trước chẳng hạn, thì đã đem lại cái ảnh hưởng rất là tốt cho cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Number 6, chúng ta có we should probably or personally all reflect all the way we live our lives and try to be more environmentally aware. Có lẽ rằng là chúng ta nên, đúng nào, all reflect on the way, tức là mình kiểu reflect là mình nhìn lại, mình chiêm nghiệm lại, đúng nào, mình suy nghĩ lại để cái cách mà chúng ta đang sống cái cuộc sống của mình. Reflect on the way we live our lives, một cấu trúc rất hay, chúng ta nên nốt lại nhé. Mình chiêm nghiệm lại cái cách mà chúng ta đang sống và cố gắng là làm sao trở nên tỉnh thức hơn về cái mặt là bảo vệ môi trường. Đúng không? Mình cảm giác là mình phải có ý thức với môi trường hơn. Vậy thì chúng ta cần phải có một cái sự phản ánh, tức là mình chiêm nghiệm, mình tự bản thân mình nhìn vào và nó mang cái tính chất là có lẽ, đúng nào, we should probably. Tại sao mình không dùng từ personally? Bởi vì personally nó chỉ cộng với lại I believe hoặc là I think, tức là chủ ngữ I thôi. Đúng chưa? Còn cái possibly hoặc là probably ở đây để nó làm mềm cho cái quan điểm của mình. Và ở đây mình đã học rồi. To soften the tone of an argument, we use the adverbs of possibility. Là mình làm mềm một cái luận điểm thì chúng ta sẽ sử dụng những cái trạng từ thể hiện cái khả năng như là certainly, definitely, maybe, perhaps, possibly, presumably hoặc là probably. Đúng nào? Thì chúng ta thấy rằng nó sẽ đều mang cái nét nghĩa đó là khả năng, có khả năng rằng là. Ok, awesome.
Number seven. Certainly or surprisingly, John agreed to come when I invited him. I hadn't expected that. Bất ngờ rằng là John đã đồng ý để mà đến, đúng là khi mà tôi mời anh ấy. Và tôi không thể kiểu hadn't expected, là tôi không trông mong cái điều đó, là tôi không tưởng tượng cái điều đó, tôi cũng không kỳ vọng cái điều đó, không kỳ vọng là John sẽ đến. Thì rõ ràng nó sẽ thể hiện cái cảm xúc của mình, đó là bất ngờ, ngạc nhiên. Surprisingly, tại sao không phải là certainly? Certainly nó chỉ thể hiện cái khả năng thôi, đúng không nào? Đó. And number eight, chúng ta có in my opinion, or unfortunately, the number of students leaving university without completing their degrees is rising. Thật là không may mắn rằng là số lượng những người học sinh mà rời đại học mà không hoàn thành cái tấm bằng của họ thì đang càng ngày càng tăng lên, đúng không nào? Vậy thì ở đây mình không đưa ra một cái quan điểm cá nhân, mà nó là một cái fact, nó là một sự thật, và người ta đang thể hiện cái cảm xúc suy nghĩ của họ, đó là unfortunately. Okay, so far so good. Perfect. If you have any questions, please let me know by commenting down below, and then I will try my best to resolve all your questions. Awesome. So now before we move on, I give you about 3 seconds just to pause the video, take any notes if you want, and then we can move on to the next question. Number three, two, one. Awesome. Great job. Let's have a look at the next question, question number two. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cái bài tập số 2 này. Và nếu như mọi người vẫn muốn tự làm bài tập thì chúng ta hãy pause video tại đây. Còn không thì mình cùng nhau đến với cái phần trích chữa đáp án của mình nhé. Great. Put the words in brackets into the sentences below in a suitable place. There may be more than one possible answer. Bỏ những cái từ mà người ta cho ở trong mặc đơn này vào một cái vị trí phù hợp trong câu văn, và có thể là có nhiều hơn một đáp án đúng. Vậy thì chúng ta nhớ rằng là vị trí của trạng từ hôm trước mình đã học rồi, đúng không nào? Position of adverbs, nó có thể đứng ở đầu câu hoặc cuối câu, đúng chưa? Hoặc là một số trạng từ nó cũng có thể đứng ở đằng trước động từ thường và đứng ở đằng sau động từ to be, nhất là những cái trạng từ chỉ tần suất, chỉ cách thức và chỉ mức độ, đúng không nào? Còn những cái trạng từ để thể hiện cái cảm xúc suy nghĩ, ví dụ như là fortunately, interestingly, luckily, surprisingly, unfortunately, nó có thể đứng đầu câu hoặc đứng cuối câu đều được. Alright, vậy thì đây sẽ là cái phần bài tập để chúng ta hiểu hơn về cách sử dụng của trạng từ, đúng không? Trạng từ ở trong cái phần unit number 24. For example, number one, chúng ta có câu gốc là gì nhỉ? I believe she's the right person for the job, but I feel she may need some further training. Tôi cảm giác rằng, tin rằng là cô ấy là một cái người phù hợp cho cái công việc này, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cô ấy cần phải có nhiều hơn cái sự đào tạo. Vậy thì mình muốn làm mềm cái câu văn này, cái quan điểm của mình thì mình có thể thêm một số những cái trạng từ gọi là adverbs of possibility, khả năng, đúng không? Ở đây chúng ta có certainly, nó có thể là đứng ở đằng sau, đúng không nào? Ở đằng trước động từ thường, đúng không? Để thể hiện rằng là I certainly believe, tức là tôi tin chắc chắn rằng là cô ấy sẽ là cái người phù hợp, thích hợp cho cái vị trí này, cho cái công việc này, đúng không? Tuy nhiên thì ngoài ra mình cũng muốn highlight cho mọi người về ví dụ này trước. Ngoài ra thì chúng ta nhớ rằng là certainly hay là possibly nó cũng thể đứng đầu câu, tức là certainly phải I believe that, nhưng mà ở đây thì nó không mang cái nét nghĩa là nó bổ sung cho cả cái câu văn, bởi vì khi mà certainly hoặc là những cái trạng từ khác nó đứng ở đầu câu, sau đó đến phẩy rồi đến một cái câu văn hoàn chỉnh, thì nó đang bổ sung cái sắc thái cho cả cái câu văn đằng sau đó. Còn ở đây thì mình chỉ bổ sung cho cái từ believe thôi, là tôi tin một cách chắc chắn rằng là đó, vậy thì thế nên nó sẽ là I certainly believe. Number two, the start of the course has been delayed because the tutor is ill. Cái bắt đầu của cái khóa học, đúng không? Cái lúc mở đầu thì nó đã bị trì hoãn bởi vì cái người gia sư, người trợ giảng đã bị ốm. Vậy thì chúng ta thấy rằng là apparently là gì nhỉ? Rõ ràng mà mình nghe được từ một thông tin của một ai đó, đúng không? Information from somewhere or someone else. Vậy thì nó sẽ có thể đứng ở đầu câu, đúng không? Apparently, the start of the course has been delayed because the tutor is ill.
hoặc nó đứng ở cuối câu, cuối cùng của một câu, đúng không? Yield phải apparently, cho mọi người luôn đáp án để chúng ta tiện theo dõi nhé. Hoặc là apparently nó có thể đứng ở một vị trí ở giữa câu, đó là the start of the course has been delayed phải apparently the tutor is ill, because phải apparently the tutor is ill, đúng nào? Bởi vì rõ ràng là cái người gia sư đó bị ốm hoặc là người trợ giảng là bị ốm. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là apparently khi nó đứng đầu câu, sau đó là đến phẩy, nó đang bổ sung thêm cái sắc thái cho cả cái câu văn đứng đằng sau nó. Còn nếu mà nó đứng ở giữa, tức là because phẩy apparently the tutor is ill, thì nó bổ sung thêm cho cái mệnh đề, đó là the tutor is ill, rõ ràng là đúng là người gia sư là bị ốm. Và cuối cùng nó đứng cuối câu thì nó cũng để bổ sung thêm sắc thái cho toàn bộ cái câu văn đứng ở đằng trước nó, đúng nè. So far so good. Perfect. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển về câu hỏi tiếp theo số 3. I want to go to university when I leave school. Tôi muốn đi học đại học khi mà tôi hoàn thành cấp 3 chẳng hạn. Đúng nào? Vậy thì tôi chắc chắn là tôi sẽ muốn đi học đại học sau khi tôi hoàn thành cái việc học cấp 3. Vậy thì definitely một cái trạng từ mà mình học hôm trước, đó là thường thì nó không đứng ở đầu câu mà nó sẽ đứng ở sau to be và trước động từ thường, đúng nè. Chúng ta sẽ có I definitely want to go to university when I leave school. Và nó cũng không đứng cuối câu nha. I definitely want to go to university when I leave school, giống như câu hỏi số 1. I certainly believe. Có một cái sự thật là chúng ta nhớ rằng là go to school, go to university, đúng không nào? Go to hospital thì chứng tỏ là cái người đó là những cái người mà họ trực tiếp đến trường để đi học, đến bệnh viện để đi khám hoặc là nằm viện. Còn nếu mà go to the hospital, tức là mình đến viện để mình thăm nom, đúng không nào? Cool. Number four, I was late for the exam because my bus didn't come, but the exam hadn't started on time, so I only missed a few minutes. Tôi đã muộn cho cái kỳ thi, đúng không nào? Bị muộn bởi vì là cái xe buýt của tôi đã không đến, nhưng may mắn rằng là cái bài thi đó nó đã không bắt đầu đúng giờ, vì thế nên tôi chỉ lỡ một vài phút thôi, tức là cái bài thi đó nó đã bị trì hoãn đi vài phút chẳng hạn, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể dùng như thế nào? Thứ nhất đó là mình sẽ bỏ luckily ở đằng trước cái từ the exam để bổ sung thêm ý nghĩa cái sắc thái cho cái mệnh đề, đó là cái bài thi nó không bắt đầu đúng giờ, may mắn thay. I was late for the exam because my bus didn't come. But luckily, phải, my exam hadn't started on time, so I only missed a few minutes. Hoặc cách sử dụng thứ hai đó là chúng ta bỏ cái từ luckily là may mắn thay, may mắn rằng là ở đằng trước cái I only missed a few minutes, đúng nào? Và vì thế nên tôi chỉ có lỡ một vài phút thôi. May mắn rằng tôi chỉ lỡ một vài phút thôi. Vậy thì từ luckily ở đây nó bổ sung thêm ý nghĩa cho cả cái một cái mệnh đề đứng ở đằng sau nó, vì thế nên nó sẽ là luckily đứng trước rồi đến phẩy, đúng nào? Giống như kiểu là apparently phẩy, unfortunately phẩy, đúng không? Đó, hoặc là on the whole sau đó phẩy một cái mệnh đề đứng đằng sau nó. Khác với những cái trạng từ như là certainly hay là definitely hay là probably hoặc là perhaps, thường nó sẽ đứng kẹp giữa chủ ngữ và động từ để bổ sung thêm cái sắc thái cho cái động từ đứng đằng sau nó. Ok, vậy thì chúng ta có số 4, cách sử dụng thứ hai đó là but the exam hadn't started on time, so luckily, phải, I only missed a few minutes. Chúng ta nhớ rằng có hai cách chúng ta sử dụng nhé. Một là luckily đứng ở đằng trước the exam. Hai là luckily đứng ở đằng trước I only missed. Mình nhớ rằng là mình take notes và chúng ta cảm thấy cái cách nào nó dễ với mình hơn thì mình cứ theo cách đó. Mình không nhất thiết là phải theo một cách. So far so good. Awesome. Number five, the university has decided to close the music department. Trường đại học này đã quyết định là đóng cái bộ phận âm nhạc. Vậy thì cái điều đó thật là không may mắn. Đúng nào, vậy mình sẽ có hai cách sử dụng mà rất là hay dùng, đó là nó để cái trạng từ unfortunately đứng đầu câu và cuối câu.
Ngoài ra nó cũng có thể đứng ở đằng giữa, nhưng mà thường thì dễ nhất là mình cứ để đầu câu nào. Unfortunately, phải, the university has decided to close the music department. Không may mắn rằng là trường đại học đã quyết định đóng cửa cái bộ phận âm nhạc, hoặc chúng ta nói rằng là the university has decided to close the music department, unfortunately. Unfortunately đứng cuối câu, hoặc unfortunately nó có thể đứng ở giữa câu, đúng không? The university has unfortunately decided to close the music department. Khi nó đứng ở giữa thì nó sẽ đứng ở đằng kẹp giữa cái chọn động từ has và động từ phân từ hai decided. Awesome. Tiếp theo chúng ta có số 6. It is time to reorganize our company structure. Có lẽ rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải tái cấu trúc lại cái công ty của mình. Nha. Vậy thì mình nhìn thấy rằng là có lẽ rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải tái cấu trúc. Vậy thì có lẽ rằng là nó sẽ bổ sung ý nghĩa cho toàn bộ cái câu văn đứng đằng sau nó. Vậy thì nó sẽ đứng ở đầu câu perhaps, phải, it is time to reorganize our company structure. Đúng không? Tại sao chúng ta không để perhaps ở giữa? Thì bởi vì ở đây chúng ta không thấy nó có chủ ngữ, đúng không? Nó chỉ có chủ ngữ giả it is time thôi. Đó. Còn nếu như ví dụ ở trong cái câu văn số 1 này thì mình có thể nói là I perhaps believe, đúng không? Hoặc là câu văn số 3 I perhaps want to go to university. Đó cũng được. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì nó không có chủ ngữ thật. Và ở đây cái từ perhaps đó, mình linh hoạt lên trong cách sử dụng nhé. Nó có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu. Chỉ có duy nhất cái từ definitely này thì thường nó sẽ đứng ở giữa câu mà thôi. Đó, còn lại là bởi vì cái từ perhaps nó bổ sung ý nghĩa cho toàn bộ cái câu văn đứng đằng sau, thì nên mình đã đứng nó, để nó ở đầu câu và đặt dấu phẩy để ngăn cách. Alright, number seven, my tutor was impressed with the effort I had put into my assignment, but suggested a few changes. Vậy thì người gia sư của tôi was impressed, rất là ấn tượng với cái nỗ lực mà tôi đã bỏ vào trong cái bài bài luận của mình. Vì thế nên là họ chỉ kiểu suggest là gợi ý một vài cái sự thay đổi thôi. Để chúng ta nói rằng là nhìn chung rằng là đúng không nào, thì cái người gia sư đó hoặc là người trợ giảng nó rất là ấn tượng. Chúng ta nói là on the whole, phải, my tutor was impressed with the effort that I put into my assignment, but suggested a few changes. Hoặc chúng ta có thể để on the whole đứng ở đằng giữa cái câu văn này trước từ but, đúng nào? Ví dụ chúng ta nói rằng là my tutor was impressed with the effort I had put into my assignment on the whole, but suggested a few changes. Tại sao? Bởi vì là cái từ on the whole này nó đang bổ sung ý nghĩa cho toàn bộ cái câu này này. Vì thế nên nó có thể đứng ở đầu câu, ở trước cái vế câu này đặt dấu phẩy để bổ sung thêm cái sắc thái, là nhìn chung là cái người gia sư rất là ấn tượng với những cái nỗ lực mà tôi bỏ vào. Hoặc là đến vế câu này rồi đến phẩy on the whole, đúng nào, hoặc là mình chỉ không cần để dấu phẩy mà mình chỉ để là on the whole rồi đến phẩy but suggested a few changes, bởi vì mình phải xác định xem là cái on the whole này nó bổ sung thêm nét nghĩa cho cái mệnh đề nào, đúng chưa? Sounds good. And the last question. It is true that people are living longer today than in the past. Có lẽ rằng là, đúng không? Nó đúng là chúng ta đang sống lâu hơn ngày nay, hoặc có nó đúng rằng là có lẽ là con người đang sống lâu hơn ngày nay hơn là trong quá khứ. Vậy thì chúng ta sẽ có thể nói là gì? It is probably true that people are living longer today than in the past. Nào, mình sẽ để cái từ probably nó đứng ở đằng giữa it is và cái tính từ true để bổ sung thêm sắc thái. Có lẽ là nó đúng là, đúng không nào? Hoặc là mình có thể nói là it is true that people are probably living longer today than in the past cũng được, nhưng mà nó sẽ đúng hơn bởi vì mình muốn nhấn mạnh vào cái sự thật là đúng ở đây. Đó là probably it is true that, đúng nào? Hoặc là probably it is probably true that, nhưng mà mình nghĩ rằng cái cách sử dụng tối ưu ở đây vẫn chính là it is probably true that. Ok,
Awesome, và đó toàn bộ gì chúng ta học trong cái bài tập số 2 này. Bây giờ mình sẽ cho mọi người 3 giây chúng ta pause video tại đây và sau đó là mình cùng nhau đến phần bài tập tiếp theo nha. 3, 2, 1. Excellent. Moving on, question number 3. Replace the underlying part of each sentence with an adverb from the box. Gạch chân, thay thế những cái từ mà được gạch chân bởi cái trạng từ được cho ở trong ô. Bây giờ mình một lần nữa mình vẫn sử dụng cái cách dùng trạng từ đúng nào khi mà mình muốn diễn đạt cái sắc thái gì đó. Ví dụ, number one, I've heard that he's a teacher. Tôi nghe rằng là anh ấy là giáo viên. Vậy thì tôi nghe nói thôi chứ không phải tôi biết, đúng không? Vậy thì chúng ta sử dụng cái trạng từ apparently, đúng không nào? Hoặc là evidently, là tôi nghe được rằng là. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có số 1, apparently. Number 2, to be honest, I don't really like this kind of literature. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là thực lòng mà nói, tôi không thích cái loại văn học này, đúng không nào? Có hai cách đọc, một là literature hoặc là literature, là mình đọc tắt nó đi thôi, đọc nhanh nó thành literature. Vậy thì chúng ta có rằng to be honest là rõ ràng là đúng không? Vậy thì nó sẽ đồng nghĩa với lại frankly, thành thực mà nói, thực lòng mà nói, đúng không? Hoặc là honestly. Thế nên số 2 sẽ là frankly. Số 3, I found it unexpected fact. Tôi thấy nó kiểu rất là kiểu bất ngờ, đúng không? Tức là không ngờ tới rằng là, để chứng tỏ là nó bất ngờ rằng là cái survey, cái khảo sát tiết lộ rằng trường đại học review, chả tiết lộ nhá. Nguyên thể của nó là reveal, là tiết lộ, và quá khứ là revealed. Tiết lộ rằng là university students today spend longer there on their work than in the past. Những cái sinh viên đại học ngày nay thì dành nhiều thời gian cho cái công việc part time job, chẳng hạn công việc bán thời gian của họ, hơn là trong quá khứ. Vậy thì chúng ta thấy rằng I found it unexpected that sẽ đồng nghĩa với lại surprisingly. Mình cho mọi người là đáp án để chúng ta take notes nha. Surprisingly, bất ngờ rằng là number four, I'm not happy about it, but I can come to your party because I'm working. Tôi không vui vẻ với cái điều đó nhưng mà tôi không thể nào đến bắt cái buổi tiệc của bạn được bởi vì tôi sẽ đi làm. Để chứng tỏ rằng là không may mắn rằng là đúng nào, buồn rằng là nó sẽ có là unfortunately. Unfortunately, I can't come to your party because I'm working. Number five, to sum up or to sum it up, it seems that people prefer to spend festivals with their families or friends rather than alone. Tóm lại là dường như là con người thì thích, đúng là prefer là thích hơn, tức là thích dành, tức là mình đi chơi lễ hội, dành thời gian những cái ngày hội lễ với lễ hội với những cái người thân trong gia đình của mình hoặc là với bạn bè của mình hơn là một mình, thì họ thích dành thời gian với những người khác hơn là với một mình. Để chúng ta nói là nhìn chung là đúng không, tóm lại là on the whole, nhìn chung lại, tóm lại là number six, from what I have read in the journal, it seems that scientists believe the new drug will work. Từ những cái gì mà tôi đọc được ở trong cái cuốn journal, là cái cuốn nhật ký, đúng không nào, hoặc là một cái tạp chí, thì dường như rằng là cái nhà khoa học tin rằng cái thuốc mới này là sẽ có tác dụng tốt. Vậy thì chúng ta thấy rằng là mình có một cái bằng chứng, mình trích dẫn nó ở đâu ra, đúng không? Thì chúng ta có thể nói là evidently hoặc là according to the journal, scientists believe the new drug will work. Đúng không? Thì mình có hai cách mình thể hiện cái gì đó, thông tin mình trích nguồn từ đâu, từ cái tạp chí đó, thì một là evidently, chứng, có bằng chứng, có cái sự xác thực, hoặc according to the journal. Awesome. Number seven, I'm not absolutely certain about this, but if we reduce the amount we consume, we'll become happier.
Tôi không chắc chắn 100% về cái điều này, nhưng nếu như chúng ta giảm thiểu cái khối lượng, cái số lượng mà chúng ta tiêu thụ thì chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Vậy không chắc chắn 100% tức là mình đang thể hiện một cái gì? Có lẽ là, có thể là chúng ta sẽ có cái trạng từ đó là possibly, hoặc probably, hoặc là presumably, hoặc là những cái thể hiện cái sự 50-50, đúng không nào? Ok, và cuối cùng, number 8, as a matter of fact, đúng không? Sự thật rằng là I think this is the best piece of work you've done so far. À, thực tế mà nói á, thì tôi sẽ nghĩ rằng đây là cái việc ta cái tác phẩm tốt nhất mà bạn đã từng làm từ trước tới giờ. You've done so far là bạn đã thể hiện, đã làm, bạn đã tạo ra nó từ trước tới giờ. Vậy chúng ta có từ đồng nghĩa của as a matter of fact chính là actually, đúng không nào, thể hiện sự thật. Mình đang correct information in the previous sentence or we disagree with the previous statement that someone else have said. Okay, awesome. Moving on to the last question. Chúng ta cũng nên chuyển tới bài tập cuối cùng, một cái bài tập cũng dễ thôi. Chúng ta chỉ là đặt cái gì nhỉ, cái cụm, đó là làm cho cái văn bản của mình, cái đoạn văn mình mềm mại hơn. Number four, put the words or expressions in brackets into a suitable place in the model answer and make any other necessary changes. Vậy thì đọc bỏ những cái từ mà người ta cho nó nào ở trong cái ngoặc đơn này và trong chỗ trống, và mình có thể là thay đổi để mà làm cho nó trở nên phù hợp hơn. Ví dụ như là this is due to, thì mình có thể biến đổi là this may be due to, mình chia động từ cho nó phù hợp. Và đây cũng là một cách để chúng ta học luôn cái cách diễn đạt, cái tìm cách cách tìm ý tưởng, cách viết văn trong cái phần IELTS Writing Test 2. Và cái topic hôm nay mình cùng nhau tìm hiểu đó là many people have changed from a mainly meat diet, based diet to a vegetarian one in recent years. What are the possible reasons for this and to what extent do you consider it a sensible option? Rất nhiều người ngày nay đã thay đổi cái chế độ ăn chủ yếu dựa vào thịt, đúng là mainly meat based diet. Chúng ta thể học cái cụm cấu trúc diễn đạt này, những cái bữa ăn mà thành phần chính của chúng là thịt. Tới những cái gì, a vegetarian là gì nhỉ, à cái chế độ ăn chay, ăn thuần chay vào những năm gần đây. Những cái lý do nào là những cái lý do có thể cho cái vấn đề này, và tới một cái mức độ nào đó thì bạn nghĩ rằng là đây là một cái sự lựa chọn khôn ngoan, sensible option, sự lựa chọn khôn ngoan, thông thái. Alright, so let's have a look at the sample essay and then we try to understand it. And also analyze how we can improve. There are many reasons why people follow a vegetarian diet. Và rất là nhiều lý do vì sao một người theo đuổi đúng là một cái chế độ ăn thuần chay hoặc là một chế độ ăn chay. Firstly, đó là gì? Đầu tiên rằng là it is because they believe that it's wrong to kill animals. Đầu tiên là bởi vì họ cho rằng, họ tin rằng là nó là cái điều sai trái để giết hại động vật. Vậy thì đây là xuất phát từ vấn đề nhân đạo, ethics, đúng nào? Vậy thì bởi vì because it is wrong to kill animals thì nó sẽ không có cái sự khách quan, nó sẽ mang cái tính chất là kiểu áp đặt cho tất cả mọi người, mà thực tế là chỉ có những cái người ăn chay họ tin thôi, đúng không nào? Vậy mình sẽ bổ sung là they believe that it's wrong to kill animals. This may be due to religious beliefs or it is their own personal philosophy. Nó có thể là bởi vì những cái lý do về tín ngưỡng, niềm tin tín ngưỡng, hoặc cũng có thể là cái triết lý sống cá nhân của họ. Vậy thì chúng ta thấy rằng là due to mình học ở trong cái unit nào đó mình cũng không còn nhớ nữa rồi, đúng không nào? Đó là cái cách để chúng ta đưa chính xác cái lý do nguyên nhân, because chính là linking ideas mình vừa mới học ở trong unit trước thôi. Because, due to, đúng là, hoặc là owing to, đó thì đều mang cái nên nghĩa là bởi vì, hoặc là because of.
chúng ta có một cụm từ cũng rất là hay, đó là personal philosophy. Và ở đây mình có thể nói là this may be due to religious beliefs or it could be their own personal philosophy. Mình không chắc chắn lắm. Thế mình thay vì mình nói là it is due to hoặc là it is their own thì mình sử dụng là may be due to or could be their own personal philosophy. Another motivation for stopping eating meat is health. Một cái động lực khác để mà ngừng cái việc ăn thịt đó là vì lý do sức khỏe. The high fiber content of a vegetarian diet reduces the likelihood of suffering from some bowel problems and heart disease. Với một cái lượng đúng là chất xơ rất là dồi dào, rất là phong phú cùng một cái chế độ ăn chay thì hoặc là một cái chế độ ăn thực vật đó, thì giảm cái khả năng mà chúng ta sẽ phải mắc những cái căn bệnh hoặc những cái vấn đề về đường ruột, về đường tiêu hóa hay còn gọi là cái mình bị chỉ bị táo bón đó, thì là bowel, là ruột, là những cái vấn đề về ruột và bệnh tim mạch. In addition, thêm vào đó, chúng ta cũng gặp ở trong cái phần Linking Words Unit Number 23 rồi, đúng là đây là cách chúng ta bổ sung thêm add information, thêm thông tin. Fewer vegetarians fewer vegetarians than meat eaters are overweight. Thêm vào đó là ít những cái người ăn chay hơn là những cái người ăn thịt bị béo phì, tức là những người ăn thịt thì bị béo phì nhiều hơn là những người ăn chay. A further advantage is that a vegetarian diet is cheaper than eating meat. Một cái lợi ích nữa là đúng nào, là cái việc những cái chế độ ăn chay thì nó rẻ hơn là ăn thịt. Cái này tùy nhá. Việt Nam mình thì là có thể, nhưng mà nước ngoài thì cũng không không hẳn đâu, vì ăn rau ăn củ quả nó đắt hơn rất là nhiều so với ăn thịt, bởi vì là những cái nước lạnh như kiểu là gần cực á thì rất là khó để trồng rau củ quả, đúng không nào? Vậy thì nó cũng chỉ là có thể thôi, đúng không? Vậy thì mình không đảm bảo một cách chắc chắn là sẽ viết lại cái đoạn văn này như thế nào để cho nó trở nên khách quan hơn, nó trang trọng hơn, nó formal hơn và nó đạt được điểm cao hơn. Chúng ta có đó là another motivation for stopping eating meat is health, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ biến đổi cho mọi người luôn cái phần đáp án để chúng ta hãy hình dung nha. Thì thay vì là mình nói là another motivation thì nó rất là kiểu chủ quan, nó hơi bị ngạo mạn quá. Bây giờ mình làm cho nó trở nên khách quan hơn, mình sẽ nói là gì? It is possible that another motivation for stopping eating meat is health. Nên là nó có thể rằng là thôi, có lẽ rằng là, hoặc mình có thể nói là gì? Possibly, phải another motivation for stopping eating meat is health. Tiếp theo, mình cũng có thể nói rằng là according to research, theo những cái nghiên cứu, đúng là bởi vì mình không chắc chắn rằng là những cái thành phần chất xơ ở trong một cái chế độ ăn chay, đúng không? Thì mình nói là gì? According to research, theo những nghiên cứu rằng là phải the high fiber content of a vegetarian diet seems to reduce the likelihood of suffering from some bowel problems and heart disease. Vậy thì chúng ta có rằng là theo như nghiên cứu khoa học, thứ nhất nó sẽ có cái tác dụng gì khi chúng ta thêm những cái cụm này, đó là nó khiến cho cái văn bản của chúng ta, cái bài luận của mình nó nhiều chữ hơn, nó dài hơn, đúng không nào? Cái lợi ích rất là lớn. Và thứ hai là nó thêm cái sắc thái là mình đang nói một cách gọi là chung chung thôi, đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta thấy ở đây đó là số đoạn thứ hai này, thay vì mình nói là reduces thì mình có thể nói là seems to reduce, đúng không nào? Đáp án nó bị sai nhé, reduce không có s đâu. Seems to reduce the likelihood of suffering from, dường như là, có lẽ là giảm đi cái khả năng, đúng không? In addition, đúng không? Thêm vào đó bla bla bla, và cuối cùng là a further advantage is that a vegetarian diet, đúng nào, thì mình không không nói một cách chắc chắn là nó sẽ rẻ hơn. Mình muốn nói rằng là có lẽ rằng là nó rẻ hơn. Vậy thì mình sẽ đổi là is cheaper thành can be cheaper. Có thể là rẻ hơn. Nevertheless, tuy nhiên,
muốn bổ, mình muốn làm để thể hiện một cái đoạn văn ở bên dưới nó sẽ đối lập cái nét nghĩa ở bên trên, hai cái nó tương phản với nhau. Vậy mình dùng là nevertheless. Và tuy nhiên rằng là lúc nào thì mình có thể sử dụng nó là it is clear that, rõ ràng rằng là there are some disadvantages, nó cũng có một vài những cái bất lợi nếu nào cái việc ăn chay. It is clear that, hoặc là clearly phải, there are some disadvantages, có những cái bất lợi. Vegetarians like a lot of the vitamins and minerals that are present in meat, such as iron or vitamin B12 or calcium, if you do not include the dairy products in your diet. Những cái người ăn chay á, thì có thể là thiếu một cái khối lượng lớn vitamin và khoáng chất mà nó có trong thịt. Ví dụ như là sắt, vitamin B12 và canxi, nếu như mà họ không tiêu thụ hoặc là không có bất cứ những cái sản phẩm, chế phẩm từ sữa nào ở trong cái bữa ăn của họ. Dairy products là những cái sản phẩm, chế phẩm từ sữa, ví dụ như là bơ này, cheese này, đúng không nào? Sữa này, sữa chua này, vân vân. Rồi cái điều này nó không đúng 100%, đúng không nào? Vậy thì mình sẽ có thể biến đổi rằng là they can like, đúng không nào? Thay vì là mình dùng từ like a lot of vitamins thì mình có thể sử dụng đó là may like, hoặc là can like, là có thể thiếu, đúng không? Nó không chắc chắn 100% là nó sẽ đúng. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra là trong hoa củ, rau củ quả, trái cây vân vân, nó đều đã có canxi, nó cũng có luôn, đúng là ví dụ như là trong cái rau spinach là rau chân vịt đó, rất nhiều sắt, đúng không? Hay là trong vitamin B12 thì bất cứ một loại quả nào nó cũng có, chỉ là cái hàm lượng của nó ít hay nhiều tùy vào cái mức độ mình tiêu thụ hay thôi hay không thôi. Còn đương nhiên là canxi rất là giàu trong sữa, trong những cái cheese phô mai, đúng không? Mình biết rồi. There's also a social problem of not being able to eat food available at parties or restaurants. Nó cũng thể là có những cái vấn đề xã hội khi mà chúng ta không thể ăn những cái sản, những cái đồ ăn mà nó có ở những cái bữa tiệc hoặc nhà hàng, đúng không nào? Vậy thì nó cũng là một cái vấn đề, nhưng mà thực ra nó cũng không phải là đúng 100% đâu, vì ngày nay nhà hàng offer rất là nhiều những cái options gọi là vegan diets, đúng không? Hoặc là vegan option cho người ta ăn rồi. Bởi vì sao? Ngày càng nhiều người ăn hơn mà, đúng không? Vậy thì chúng ta có thấy rằng là there is also a social problem. Nó đúng rồi, mình có thể là cải thiện thêm cũng được, hoặc là không thì nó cũng ok. Vậy thì mình có thể sử dụng đó là gì? Có thể là probably, đúng không? Hoặc là possibly, there is also a social problem. Mà không thì mình để thế cũng được. Sau đó là mình sẽ nói là gì? However, in terms of health, đúng không nào? Tuy nhiên thì về cái vấn đề sức khỏe, a vegetarian is more likely to be healthy than a non-vegetarian, and the advantages outweigh the disadvantages. Đúng không? Nhưng mà nhìn chung rằng là, tuy nhiên nhìn chung rằng là về cái vấn đề sức khỏe thì những người ăn chay có lẽ là có cái xu hướng lành mạnh hơn là những người không ăn chay, và cái lợi ích của nó thì vượt xa cái bất lợi. Để chúng ta có là overall, however, in terms of health, a vegetarian is more likely. Và nếu như mà mình muốn bổ sung cái nét nghĩa đó là quan điểm cá nhân của tôi cho rằng là lợi ích thì vượt xa bất lợi, mình sẽ có cái cấu trúc diễn đạt đó là personally I believe that, or personally I feel that, và cá nhân tôi cảm giác rằng là personally I feel that. Thì đây chính là trả lời cái câu hỏi đó là to what extent do you consider it a sensible option? Tới một cái mức độ nào đó thì bạn cho rằng là đây là một cái sự lựa chọn khôn ngoan. Vậy thì đây sẽ là bày tỏ cái quan điểm của mình. Personally, I feel that. Và however, là, mình muốn bổ sung thêm, đấy là nhìn chung lại, tóm lại là to sum up in conclusion, hoặc là overall, nhìn chung sau khi mà mình đưa ra, thứ nhất, đây là cái body để diễn tả lý do, đúng là mình nhìn cái cách triển khai của họ, lý do vì sao mà người ta ăn chay, bởi vì người ta hỏi mà possible reason for this, và thứ hai là tới một mức độ nào đó bạn đồng tình hay không đồng tình. Vậy thì đây là cái body thứ nhất là họ đồng tình, body thứ hai là họ không đồng tình, vì cái vấn đề về dinh dưỡng, nếu là về cái bất lợi của nó thì body thứ nhất là cái lợi ích,
Và tóm lại cái kết luận của họ, cái conclusion của họ đây nè là overall in terms of health, và họ đưa ra cái quan điểm của họ đó là personally I feel that. Và mình cũng nói với tất cả mọi người rằng là đây không phải là một cái bài sample hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể sử dụng một vài những cụm cấu trúc diễn đạt của họ để mình biến thành bài của mình. Ví dụ có cụm trợ rất là hay như là due to religious beliefs or their own personal philosophy, hoặc là high fiber content of vegetarian diet. Nào, cả cái câu văn này mình có thể copy luôn á, mình có thể học thuộc và biến nó thành của mình luôn, đúng không? Thì nó rất là dễ chúng ta để chúng ta diễn đạt. Alright, and that's the end of our lecture today. Thank you so much for watching. Let me know if you have any questions by commenting down below. Thank you and see you in the last unit, unit number 25. Goodbye.